Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là mình mua được cái lưỡi heo về để bóp với lại củ hủ dừa nha. Rất là ngon. Nếu như các bạn nào mà thích ăn gỏi củ hủ dừa thì đi chợ mua liền về làm nha. Là sáng mình mua được cái lưỡi heo rất là ngon. Đi phi hành phi trước ha, để qua một bên. Rồi mình đi xử lý cái lưỡi heo cho nó trắng, cho nó sạch bằng giấm với lại chanh nha. Bây giờ cho gừng với lại hành tím vào cái nồi nước luộc nè. Cho tí xíu hạt nêm nữa luộc như vậy thì cái lưỡi heo nó sẽ thơm mà nó không có bị tanh á. Tôm thì mình cũng cho tí xíu hạt nêm vô luôn, mình luộc cho nó đừng có dính quá. Ở đây là cái gói củ hủ dừa mình mua ở Shopee nè, có 50g thôi nhưng mà ngâm ra rất là nhiều á, 4 người ăn mới hết đó nha. Thì mình ngâm 1 tiếng đồng hồ xong rồi mình đi vắt cho ráo rồi mình đi trụng lại là nước sôi. Các bạn không trụng cũng được, tại mình sợ đau bụng á. Bây giờ đi làm nước mắm nè, cho 3 muỗng đường, 3 muỗng nước lọc và 3 muỗng nước mắm ngon. Và nặn thêm một trái chanh. Mình sử dụng nước mắm ngon á thì làm ra cái món gỏi này nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn ha. Rồi bây giờ trộn đều lên nè. Rồi mình vắt chanh vô đây. Sau đó thì mình sẽ cho tỏi ớt vô sau cuối cùng để cho cái tỏi ớt này nó nổi lên mặt nước cái nước mắm á thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi ăn cay ít nhiều gì ăn thua mình gia giảm nha, tại vì mình ăn cay nhiều cho nên là mình làm nhiều ớt. Sau khi làm nước mắm xong thì cái lưỡi cũng chín rồi. Cho nên là mình lấy ra mình sắc thì các bạn luộc lưỡi nhớ canh nha. Khi mà mình thấy nó chín rồi á, mình xăm thôi coi nếu còn ra máu thì nó sẽ chưa chín, còn nếu mà không ra máu rồi thì vớt ra được rồi, chứ đừng có để nó rụt quá, nó rụt quá cũng không có giòn nữa, không có ngon nữa, tại lưỡi này thì coi vậy chứ nó không có dai đâu. Mình luộc vừa chín á, thì nó giòn lắm. Bây giờ sắc dày hay mỏng, nhưng mình sắc dày thì ăn nó đã hơn á. Mình sắc dày, các bạn sắc mỏng thì các bạn ăn nó mềm hơn. Bây giờ mình sẽ đi trộn nè. Cho cái lưỡi vô cái thao rộng rộng xíu cho dễ trộn. Một cái lưỡi á, mình sắc ra cũng rất là nhiều luôn á, tại có 600 gram mà sắc ra rất là nhiều luôn á, mà ăn cái lưỡi thì nó ngon hơn cái thịt ba rọi. Bây giờ cho 3 muỗng đường vào đây. Tí xíu tiêu. Rồi cho 1 muỗng nước mắm để cho nó có vị mặn mặn thơm thơm thôi, đừng cho nhiều quá nó mặn nha. Rồi mình vắt hai trái chanh vô đây. Chanh thì lựa cái chanh nào mà nhiều nước á, còn nếu mà ít nước á thì phải cho thêm trái nữa đó. Tại vì gỏi là phải chua chua ngọt ngọt. Nó mới ngon. Cái vị mình làm theo cái vị người miền Tây á, cho nên là nó ngọt nhiều á. Rồi giờ cho củ hành tím với lại ớt vào trộn lên. Trộn cho nó thấm gia vị trước đã. Mà cái lưỡi heo này cũng dễ thấm gia vị lắm, mà củ hủ dừa cũng dễ thấm lắm. Cho nên là mình trộn xong là mình ăn liền cũng được, không có cần phải trộn trước đâu. Trộn trước coi gì chứ không ngon đâu, mình trộn tới đâu là mình ăn tới đó đó. Thì nó mới ngon. Bây giờ cho củ hủ dừa vô. Trộn tiếp. Củ dừa thì cũng rất là dễ thấm luôn á. Mà cái món này ăn rất là bắt, rất là ngon, nhất là mua thêm bánh phồng tôm Cà Mau và chiên lên. Ăn như này là thôi hết sảy luôn. Thơm giờ thơm lên tới mũi rồi đó. Cho tôm với cho củ quay đỏ vào để cho nó có màu sắc, cho nó đẹp, cho nó hấp dẫn. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái chén nước mắm này, cho tí xíu nước mắm ở trên cái mặt chén nước mắm đó, nó có tỏi ớt á, mình cho tỏi ớt vô đó cho nó có cái vị thơm tỏi. Rồi tí xíu nước mắm thôi, cái trộn cho nó đều lên. Thật ra là trộn xong cái món gỏi này là cũng vừa ăn lắm, là không cần chấm cũng được, nhưng mà mình thích chấm á thì nước mắm á, nó đậm đà hơn, cái chén nước mắm nó là đậm đà hơn cho nên là mình chấm ăn nó mới đã. Bây giờ coi cho hành phi vô nè. Sau đó thì trộn đều lên, là cái gì cũng phải có hành phi. Hành phi nó mới hấp dẫn, nó mới thơm, nó làm dậy mùi của cái món gỏi lên ha. Sau đó thì mình sẽ cho rau răm vào đây. Rau răm thì các bạn cũng cắt to to chút xíu. Trộn đều rồi, bây giờ thấm lắm rồi các bạn. Rồi, ngon ghê không? Thơm thì thơm luôn mà củ hủ dừa ngon lắm các bạn. Mình trộn tất cả nhiều thứ loại gỏi lắm nhưng mà mình thích củ hủ dừa nhất luôn á. Các bạn có thể là mua rau muống về trộn cũng được, nhưng mà rau muống các bạn đừng có bào nhuyễn. Rồi bây giờ cái bánh hồng tôm chiên rồi nè. Đó, bây giờ mời nha. Mời mọi người ăn nha. Ai ghiền cái món này thì đi mua liền và làm ăn đi nha. Rất là dễ làm mà rất nhanh nữa, mà cũng không có tốn kém nhiều nữa. Như đây mà 4 người ăn không hết luôn á. Cái lưỡi heo nó to mà. Hết sảy luôn, ngon không? Đi mua về làm liền nha, nhất là cuối tuần á, mua đãi cho gia đình ăn cho nó đỡ chán cơm.
cũng phải ăn thêm mấy món giặt này nè, làm cho nha, chồng nhậu đồ cũng, trời đất ơi, cũng ngon bụng. Làm cho chồng món này nhậu chồng còn cưng dữ nữa à. Cơm mua trúng tôm tươi ăn nó ngọt, thịt nó ngon lắm luôn á. Tại sao mà mình không bóp củ hành tây mà bóp củ hành tím? Mình thích củ hành tím hơn, tại cái mùi củ hành tím nó nồng hơn á, nó ngon hơn. Còn các bạn nào mà thích còn ngọt ngọt thì mua cái củ hành tây bóp nó ngọt mà nó giòn hơn, cái nào cũng được hết á. Quan trọng là mình nêm nếm theo cái khẩu vị của mình, nó thích chua nhiều ngọt nhiều vậy đó, là gia giảm là do mình thôi. Chứ mỗi vùng miền nó ăn khác nhau á, mình ăn theo cái vị của miền Tây là nó hơi ngọt ngọt á, gỏi là ngọt nhiều á, ngon đó. Gắp kèm miếng rau răm nữa ăn, trời ơi hết sảy luôn. Mà tính ra món này đâu nhiêu tiền đâu, mà ăn rất là đông dân, nhưng mà củ hủ dừa không mắc nha, trăm gram mình như tới 120 lận á.